Các bạn ơi, điện thoại Samsung trong tháng 10 vừa rớt giá thê thảm luôn rồi. Chỉ cần có 5-6 triệu mà đã có thể mua được những con Samsung đời mới cực kỳ là cao cấp. Tôi tin gì phải mua những con iPhone từ đời tống cho đến bây giờ. Nếu các bạn không tin thì hãy cùng tụi mình cập nhật ngay bảng giá Samsung trong tháng 10 này. Đảm bảo là các bạn vừa xem xong là sẽ chạy ra cửa hàng để test máy ngay lập tức. Và tất cả các bảng giá mà mình sắp chia sẻ với các bạn đều được tham khảo tại trang web viettopdate.com. Mua hàng tại viettopdate, các bạn sẽ được bảo hành lên tới 1 năm, bao 1 đổi 1, ép kính miễn phí nếu làm rơi vỡ. Ngoài ra còn được hoàn tiền 100% với mọi lý do, cho nên là các bạn cứ yên tâm ghé trải nghiệm nha. Có hỗ trợ trả góp đầy đủ, lên hồ sơ bao đậu. Đường link của từng sản phẩm mình sẽ để ở phần mô tả và phần bình luận cho các bạn đó nha. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với một dòng Samsung đang có giá cực kỳ rẻ nhưng cấu hình thì không ngán bất cứ một tựa game nào, và đó là dòng Samsung S20. Cái tên đầu tiên sẽ là Galaxy S20 5G bản Mỹ. Dòng này sẽ có bộ nhớ 128GB nhưng xài được 2 SIM. Giá bán đang là 4,8 triệu, còn rẻ hơn cả dòng S10 Plus. Nếu lựa chọn S20 5G bản hàng thì các bạn sẽ có bộ nhớ trong lên tới 256GB. Cả bản Mỹ và bản hàng đều chạy chip Snap 865 các bạn nha. Giá bán của em nó đang là 5 triệu, đắt hơn bản Mỹ 200k. Với dòng S20 Plus 5G thì cũng tương tự, chúng ta sẽ có bản Mỹ với bản hàng. Bản Mỹ đang có giá là 5,5 triệu, bản hàng thì giá sẽ là 5,6 triệu. Cả hai đều được giảm 200k so với tháng 9 rồi đó nha các bạn. Cao cấp hơn nữa nhưng vẫn rẻ ơi là rẻ, đó chính là Galaxy S20 Ultra 5G. Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục có bản Mỹ với bản hàng. Hiện tại bản Mỹ đang có giá là 7 triệu. Lựa chọn bản Mỹ thì các bạn sẽ xài được 2 SIM, nhưng bộ nhớ chỉ có 128GB. Lựa chọn S20 Ultra bản hàng thì giá sẽ là 7,3 triệu, đắt hơn chỉ có 300k, nhưng bộ nhớ gấp đôi lên tới 256GB. Và giá rẻ nhất của dòng S20 chỉ có thể là S20 FE. Hiện tại S20 FE bản hàng đang có giá là 4,5 triệu. Bạn nào mà lựa chọn máy mới 100% thì mình đang có dòng máy trôi bảo hành bản Mỹ. Giá bán của em này đang là 5,5 triệu, chỉ đắt hơn có 1 triệu mà thôi. Tầm này thì đảm bảo ăn đứt mấy con dòng A luôn. Bên cạnh dòng S thì chúng ta còn có dòng Note. Mở đầu là Note 20 5G, bán hàng đang có giá là 5,8 triệu, đã giảm tới 400k so với hồi tháng 9. Còn bản Mỹ thì giá đang là 6 triệu. Nếu như được lựa chọn thì chắc chắn là mình sẽ lựa chọn bản hàng giá 5,8 triệu. Và cao nhất trong dòng 20 chắc chắn là Note 20 Ultra 5G rồi. Bản Mỹ đang có giá là 8,6 triệu, giảm tới những 400k. Bản hàng thì giá còn lại là 8,8 triệu, chỉ giảm nhẹ 200k. Với những dòng Samsung đời cao từ dòng 20 trở lên thì bản hàng hay là bản Mỹ đều có hiệu năng giống y như nhau vậy, nhưng giá tiền thì lại chênh lệch lên tới vài trăm ngàn. Vậy nên là các bạn nhớ lưu ý xem con Samsung đó là bản hàng hay là bản Mỹ nha. Kế tiếp là dòng S21. Galaxy S21 5G, giá bán của em này đang là 6 triệu cho cả bản Mỹ lẫn bản hàng. S21 Plus 5G thì cũng đồng giá là 7 triệu cho cả bản Mỹ với bản hàng luôn, đắt hơn S21 vừa đúng 1 triệu. Bạn nào hay chơi game, cần có màn hình to và thời lượng pin trâu, làm nhớ phải lượm S21 Plus liền nha. Kế tiếp sẽ là S21 Ultra 5G. Nếu các bạn lựa chọn bản Mỹ thì giá sẽ là 9 triệu, bản hàng thì giá sẽ là 9,3 triệu. Tầm này bạn nào ưng giá rẻ thì S21 Ultra bản Mỹ vẫn cứ là ok luôn. Tiếp theo sẽ là dòng Samsung S22. Dòng flagship này cũng vừa rớt giá mạnh mà các bạn nên tham khảo. Với S22 5G bản Mỹ, giá bán của em này đang là 8,8 triệu cho hàng line new 99%. S22 Plus 5G bản Mỹ đang có giá là 9,7 triệu và S22 Ultra 5G bản Mỹ đang có giá là 13,7 triệu. Nhưng tất cả vẫn chưa là gì so với cơn sốt giá của dòng S23. Bạn nào đang lâm lê dòng S23 là phải tranh thủ ngay lập tức nha. S23 5G đang có giá chỉ có 14,5 triệu. S23 Plus 5G đang rớt giá xuống chỉ còn có 15 triệu và S23 Ultra 5G giá cũng chỉ còn lại là 19,8 triệu mà thôi. Tất cả đều là máy full box mới nguyên siêu 100% các bạn nha. Ngoài ra, Viettablet còn đang bán Galaxy Z Flip 4 hàng chính hãng đang có giá là 12,3 triệu. Galaxy Z Fold 4 hàng chính hãng thì có giá là 23 triệu. Galaxy Z Flip 5 hàng chính hãng đang có giá là 16 triệu. Và Galaxy Z Fold 5 hàng chính hãng thì giá đang là 29,5 triệu. Quay trở lại với một số dòng Samsung giá rẻ như là dòng S9 với S10. Nếu mà các bạn lựa chọn Galaxy S9 thì giá sẽ là 4 triệu. S9 Plus đang có giá là 4,3 triệu. Cả hai mức giá này đều dành cho dòng S9 chạy chip Snap nên các bạn cứ yên tâm về hiệu năng. Note 9 thì giá sẽ là 4 triệu cho bản hàng và 4,5 triệu cho bản Mỹ. Với dòng S10, chúng ta có Galaxy S10 bản Mỹ giá 4,3 triệu, Galaxy S10e giá 3,2 triệu, Galaxy S10 Plus bản Mỹ giá 5,1 triệu, S10 Plus bản hàng giá 5,5 triệu và cuối cùng là S10 5G giá 5,5 triệu.
mà quên, còn có Note 10 5G bản Hàn giá 5 triệu và Note 10 Plus 5G bản Mỹ giá 5,8 triệu. Với các dòng Samsung chính hãng khác như là Galaxy A34 5G, Galaxy A54 5G hoặc là Galaxy A13, A14, tất cả đều đang được phân phối chính hãng tại Vietablet với mức giá siêu rẻ. Và các bạn muốn tư vấn dòng nào thì bình luận ở bên dưới, tụi mình sẽ báo giá liền nhé. Như vậy là mình đã chia sẻ xong tất tần tật về bảng giá mới nhất của Samsung trong tháng 10 này. Và các bạn có suy nghĩ gì, cũng như là sẽ lựa chọn chiếc máy nào, nhớ bình luận phía bên dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.